Phẫu thuật tim là một trong những kỹ thuật phẫu thuật tuyến trung ương mà Bệnh viện Bà Rịa thực hiện trong năm 2022. Cũng trong năm 2022, những ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Bà Rịa sẽ được thực hiện miễn phí. Từ trung tuần tháng 2 vừa qua, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành khám sàng lọc chuyên sâu cho những bệnh nhân có bệnh lý hoặc nghi ngờ mắc bệnh lý về tim được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chuyển đến. Nhiều bệnh nhân đã được chỉ định phẫu thuật. Từ trung tuần tháng 2 đến nay, Bệnh viện Bà Rịa đã tiếp nhận 60 bệnh nhân có bệnh lý về tim được các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chuyển đến. Có 20 bệnh nhân đã được Bệnh viện Bà Rịa chỉ định phẫu thuật, trong đó 12 bệnh nhân có thể thực hiện phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Bà Rịa. Đây là những bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh như thông liên thất, thông liên nhĩ, hở van tim. Bệnh viện Bà Rịa đã có sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng về trang thiết bị y tế, đội ngũ nhân lực đủ trình độ, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất. Theo kế hoạch, những ca phẫu thuật tim đầu tiên, Bệnh viện Bà Rịa sẽ có sự đồng hành của Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Công tác khám sàng lọc vẫn đang được Bệnh viện Bà Rịa thực hiện vào thứ ba, thứ năm hàng tuần tại phòng khám phẫu thuật tim mạch, lồng ngực, khoa khám bệnh, Bệnh viện Bà Rịa.